mới hung cái rồi má. Vì ai gì ai tới nó kỳ lạ gì. Cầu nhân tới à mọi người ơi. Chung cư này giàu quá à, người nào cũng đeo giỏ hết á. Mày bạn của anh qua. Bạn qua đúng rồi lợi kìa. Trời ơi chết rồi. Rồi cầu nhân tới à. Chị. Dạ. 5.000 lẻ anh ơi. Không. Vô đây nè, có đại gia cho nè. Em mới thấy luôn á. Đem mặt tiếng luôn á. Điện tử. Lại giờ là quay ra mẹ. Có 5.000 thì mẹ. Cái chị sinh năm đó là 7 tầm 3 chết. Chị đó con của chùa nào không? Cái chị sinh năm. Tại vì tự nhiên con nói gì hết. Cầm có 10.000 à, đưa tôi mượn rồi. Cho bả 10.000 đi. À, công nhân từ đâu xuất hiện nha mọi người. Cái chỗ bên đó là chỗ của à, anh Mập gặp cao nhân nha. Gặp cao nhân. Mặc vào đây đi dễ hơn. Ôi cái này phải né. Để sẽ vô con cái coi trình thế. Trời ơi anh ơi, em thấy ở quán cà phê này hả giàu quá, ai cũng ra bóp. Chị em ghé bánh bánh nha. Nãy em mới đăng ký kênh Tiểu Ứng Tử là em không biết ai hết, tới giờ mới biết kênh của chị Cảm ơn em nhiều. Cái này cô không biết nữa con ơi, tùy duyên con ơi. Thôi bây giờ thứ bảy tới con lên Linh Sơn cánh mẫu cái núi Bà Đen á, cũng ngồi đây chờ ơi, ngồi đây quay lại, ngồi đây nè. Không được, ngồi đây đi uống xong rồi đi. Thôi bây giờ là ủa cái người cô này là mới lần đầu tiên thấy luôn hay gì phải không? Mới thấy nào giờ ngồi ở đây có thấy cô ở đâu? Cậu nhân xuất hiện à mọi người. Mới nha mọi người. Anh Mập sao bỏ buồn rồi, bây giờ sợ. Anh chàng này đó có lợi mộ Vũ Linh. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ còn ai quay cho không anh? Còn nhóc anh. Giờ bỏ bùa về nuôi anh thôi. Tò đang xử, chưa có xử. Đang tranh chấp tò xử. Chưa xử xong nữa hả? Chưa xử xong. Cái vụ đó, cái vụ đó đang có, bây giờ kéo dài quá giờ chìm. Kéo dài quá người ta nản, người ta làm biết thôi. Ủa sự tin ngồi chơi. Hổng giờ bán được không em? Giờ bán cũng được mà. Hai bữa trước em hả nắng quá em chịu không nổi, em muốn xỉu luôn. Em bán cái này là em bán buổi chiều, buổi chiều 4-5 giờ em ra bán đỡ nó đến tối luôn. Chiều về công nước với em rồi. Xa mà. Dạ. Chiều về công nước tắm rửa luôn với em. Người đàn ông mà háu sắc. Vô ông cầm cái sườn coi nghe coi à. Giờ háu sắc này hay là chị muốn em háu sắc với chị? Ôi em thấy à, Hương chị mong cầm nè, giờ Hương chị áo hồng nè. Ai anh cũng thương hết giờ chuyện tình tay ba luôn ghê. Ngoài đời trong phim khác nhau chứ ngoài đời anh thương Trần ai? Ngoài đời là thương anh, mặt nó thương anh, còn trong phim đóng đủ thứ dài nó đóng đủ thứ phim đó, công ty mà ăn đi rồi ngồi cái mỏ nó dính lên. Cho ăn ăn trứng đi, ngồi mỏ nó dính. Ăn đi, cái lấy tay bóp ăn đi. Lấy tay bóp đúng không? Tay ăn đi có đầu ngại. Tay báo có sạch tay báo ăn cái gì? Nè. Có gì đâu ngại trời. Nè ăn trồng đỏ không? Không không, tự nhiên đi vợ. Mập cho lăn ghê luôn á ta. Chai nữa là thiếu 12 chai thì. Trời ơi, cái gì vậy anh? Em mới uống lần đầu tiên của anh á mà anh nói thiếu nợ 12 chai rồi. Em lỡ lòng hào mà để vậy. Đúng không? Mập cho lăn ha.
không phải để thiếu một thùng chứ. Cảm ơn anh Mộc nha. Cảm ơn thì thể hiện đi em, cảm ơn không làm được gì đâu. Tối về ta tính. Tính thì tối, tối chứ ngơ ở đâu tính. Tối đi công an. Vậy là ta có hẹn công an phải không? Hay là chị Mộng Cầm con nè. Ủa chị Mộng Cầm người qua hả? Người qua. Nói chuyện với lại cái chị Quý Tiến Hòa. Người qua. Hoặc là Hòn Dành này. Hòn Dành là người qua. Ủa Cầm, vậy là Cầm là Hòn Dành hả Cầm? Hòn Dành là người qua ha. Dành dành sân khấu á. Còn Hòn gì nữa không Cầm? Dành dành là bó dạng. Chị ơi, trắng sợi. Cầm có ghen lắm đó. Cầm đó. Cầm là cầm đó. Dạ. Dạ. Gì giấm sủi là cái gì? Giấm sủi là uống nước à. Giấm sủi là... Mà này là giấm sủi á. Giấm sủi là chủ sạm. Anh biết cái này chưa không? Tàn cú là hàm tảng nè, là bánh bông lan chưa muốn không? Em rồi hoa để đâu đi? Biết tiếng gì em biết nó gì? Trời ơi! Cái này mà chạy từ ca cho từ ngày bé nó ca chơi với từng ai. Ngày muốn qua, thôi bây giờ mình có tổ chức không? Thôi giờ con á, con khuyên một điều, mình làm thì làm cho tới. Mà bỏ ra chừng 10 triệu đi mướn cái băng nhạc. Tôi ba đồ không lấy bà biểu diễn 1,000 mà tôi biểu diễn bikini. Ta ơi, tao mặc là... đồ lông công nghe vú một vú đích một đích. Không. Ma tao lại mấy bạn. Tươi lắm, đó hình như nó nằm số ngoài. Chỗ sống kia nhà ở nhà sống đi. Ô tao bên nó muốn làm nó làm sao bình tiếng. Bên vợ nó. Bên tài vợ. Có tiền mà làm phiền được tao vợ. Khó lắm má ơi. Có hả cho bà đi ngủ sớm cho bà uống gì thuốc ngủ đầy chút hầu bả có chịu đó. Trời ơi. Chỉ có hát karaoke chơi. Có muốn biểu diễn trang phục lông công đồ không? Những cô gái chuyện giới đến từ đất nước Bát Ta Gia. Sao anh Thuận hiền quá thấy hai cô nữ nói chuyện vậy trời. Ba mươi tư có tổ chức gì đây em cho gái tôi biểu kia diễn đi. Lông cung. Lôi cung. Lông cung luôn. Trời ơi, anh mặc đồ múa, anh thấy trên Zalo múa đồ hay lắm đó nha. Trời ơi, múa hay á. 30 tháng 4 mới anh quen mà một biểu diễn đây. Mặc á bài bản lắm á. Nè, 30 tháng 4 đi đi gì? Bò cặp về. Thôi má à, ở đi chơi cặp về nữa. Làm ở đây giống giờ sáu đi đâu là làm đại tới đó là phải vui không? 30/4 đúng không? Lâu rồi. Ở đây là buổi làm biểu diễn thời trang. Ông hậu ban nhạc kìa, mẹ lắc cái show này đi. Tiểu tử là bầu xô nè. Rồi đào con ba bà Lương Nam á, con Lương Nam xô xô muốn đồ. Con Trần là đạt được. Là đạo diễn. Show 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 sexy luôn hả em? Phương Nam su su. Tôi muốn đồ lông công này, cái biết bộ đồ lông công ta bộ bao nhiêu không? Bộ 7-8 triệu. Lông công là lông con không tứ chứ. Sao đi Mỹ Châu nữa đi. Thôi đừng đi. Mỹ Châu ngứa lắm. Mỹ Châu ngứa. Cầm bữa đó đái là mới ngủ. Nghe hả tay ra chị Cầm. Trời tào lao. Vậy hả? Dạng người hả? Ta đái rồi. Ta đái bên ta ở gần với mấy quỷ nè. Tự nó dành nó vui lắm. Rồi đỡ thường. Chị nghĩ đi dạng là lạ chút. Chị nghĩ đi. Không có gì vậy đâu. Đỡ gì 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 đâu. Đỡ chị nghĩ đi. Vua là vua mấy ngày chứ đối với sáu ngộ nó không có được với sập sệ á, hiểu không? Ở dưới xuống mà có ba tê là sao? Gì ghê vậy? Anh nói gì ghê vậy? Nó chơi lĩnh bình. Ba tê chơi lĩnh bình lĩnh bình. Ai vậy? Ủa ai vậy? Không phải. Đúng rồi. Ủa vậy? Không phải. Mà bậy vô chị Cầm. Má nó mà được dân sát hay gì? Thần nó khóc luôn. Ai? Thần nó khóc luôn. Ai? Ai? Đó. Ai ghê vậy? Xuống nóng hay xuống lạnh mà được dân sát thì má. Ai biết mà. Thần nó khóc quá trời. Không có. Nãy anh có em ba tê không vậy sao? Vừa ba tê, vừa tim rồi đó. Xí mại, ba tê, xí mại. Vậy chỉ mong cầm đắp liều thôi đó. Đi không kịp, đi không kịp. Không kịp đâu hả? Nữ. Bà là ba tê, xí mại rồi. Dạ. Có luôn hả cầm? Có không ạ? Có không? Chị tay ơi. Ai, ai? Hả? Ai làm? Đây nè. Thảo. Hỏi Thảo. Chị lũ quá. Quý vị hỏi tôi đi luôn không quý vị? Tôi đi luôn thấy đầu tiên có cái gì xà quá. Anh thấy luôn hả?
ấy cái đầu này mặt mập nó đôi như là lạc trôi của em xuống tận đây hả hậu tử đó hãy chiều giờ có bài hát hãy chiều nó xuống tự nó cũng kẻ sô cô la ở ngàn bạn nhớ số mới mua được chiếc xuyến nè mà mọc sắm đó mẹ chị bà hai mọc sắm cho bà đó mẹ chị bà ở Kim Sen 131 nè bữa đi chơi mọc sắm cho bà đừng mơ mộng như cơ công thủ mà ngửi nách cho bảnh là cơ thôi có muốn có vậy chờ như bé nhỏ của mập đó thôi có đâu má hỉa không chùi được chứ quê rồi hãy tính ăn cơm sớm luôn bà rồi ăn cho nóng luôn đó bà hiểu như thế này quá trời ghê ơi dạy vợ lại đi không trời đủ má xanh ta sắm cái ghế này cho tôi đâu đầu bà cũng ngồi rồi trời ơi ai cho mình dạy lấy tôi á dạy vợ lại coi lát đi dạy với tôi với thằng mạch bỏ xuống để đi khác rồi câu gì lui gì lui cung coi lui cung em tự cho show hát hay vậy hả phong cách với đạo Vĩnh Hưng hoa hay vậy hả về đẹp bữa nào hát cho em nghe chị tiệm thử ê ta lấy xá xin việc xá làm ra số này trời ơi thấy mình mập thiệt không ca luôn hả mà ca hay bộ chứ em nghe thì chậm ca của Phạm Ánh Hân phải không ca không cần cho đâu em gì phải không anh mê mua ổng mẹ tính đãi ở đâu tại đây hả ví dụ như bà Châu mà bà có ý kiến cái cò gì phải không chích bà mua thuốc mệt 500 bà ăn bà đổ này kia bà dọn dẹp cho bà luôn bà ngủ thuốc bổ dữ lắm chích bà ngủ thuốc bổ 500 mới khỏe sức khỏe bà tiền nó mạnh dữ lắm ủa thật giờ hai người nó không nói ai chơi gì nói đi nhà gì nói gì nói anh không cần chích thuốc mà anh nhìn bà này anh không thấy mệt trời ơi gì ơi anh không cần chích thuốc sao vậy anh nhìn bà này là anh thấy mệt nãy giờ mệt mà giờ lên máu luôn á vậy nãy giờ lên máu luôn á mặt đỏ đỏ người ta cứ tưởng là nước cạn ấy trời ơi rồi là lên máu ghê rồi nhớ cái này thôi bà cắt ghê cốt không dần nó quay trực tiếp cắt mỡ lâu có một cái mà sao đâu là chị nhỏ không? Vậy mà mấy người kia nó tiền thôi. Nó tiền mà nó còn đua chậm nữa. Nó ấm mà chậm mà 0.9, 0.1 cho nó được. Đó, cho nó được lên á. Đó rồi. Đang ở trên, đang hot ở trên mạng. Sao đâu, bình thường. Hả? Mấy lâu nay con là cái nhà lạnh vậy? Đi giữa mà có người về cho hợp con. Quý qua làm biết cháu mình đua tử hại nha. Kìa. Đó. Chào con. Chào quý ở trời quý mọi người ơi. Xin mình đi kìa.